nhân dịp lễ thiên chúa giáng sinh 2020 đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thành Hải ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh giáo sứ thái nguyên tham gia đoàn có đồng chí Trịnh Việt Hùng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí Dương Văn Tiến ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy đồng chí Phạm Thái Hành ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh lãnh đạo các sở ngành và thành phố thái nguyên thay mặt tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đồng chí bí thư tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh giáo sứ thái nguyên và các giáo sứ giáo họ bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc đồng chí khẳng định thời gian qua ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh và giáo sư thái nguyên đã làm rất tốt vai trò tập hợp đoàn kết rộng rãi người công giáo trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc tích cực vận động bà con giáo dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động. Từ đó đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện theo đúng quy định để Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và Giáo sư Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò làm tốt việc đoàn kết đồng bào và tổ chức công giáo trên địa bàn tỉnh. Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và giáo sư Thái Nguyên đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của tỉnh trong việc chăm lo đời sống và hoạt động của đồng bào công giáo thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cùng bà con giáo dân đoàn kết tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo, cùng xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.